sông hương nơi hẹn hò của những huyền thoại. Trong đó có triển lãm những cuốn sách và trong vườn hoa hồng. Trong đó có sư Minh Đức Triều Tông Mạnh, không những ngài là một thiền sư nhưng cũng là một thi dân. Và đồng thời trong không gian vườn hoa hồng đó cũng có triển lãm của giáo sư nhà văn hóa, anh hùng lao động Việt Nam Vũ Khiêu. Và kèm theo đó là một cuốn sách của nghệ sĩ Bảo Thường. Có những người hỏi tôi, anh đã từng đọc sách Bảo Thường chưa? Mà anh triển lãm sách của anh như thế. Ai hỏi tôi thường mời mọi người, chúng ta hãy ngước mặt lên nhìn bầu trời. Chúng ta sẽ thấy cô bóng ngoan, sống lành với những con người cô độc, mất gốc, không bản sắc. Bởi vì trái tim con người ngày hôm nay không còn yêu thương nhau nữa và chống đối nhau. Và như người xưa ông bà chúng ta đã từng nói, chỉ có trái tim yêu thương mới giúp chúng ta vượt qua nỗi đau của nhân loại này. Và trong cuốn sách này, chúng tôi không thể diễn đạt hết được. Và hôm nay, có nghệ sĩ Bảo Cường ở đây, anh sẽ diễn đạt về một lòng trách tận bằng trái tim. Và qua những trong tiếng nhạc của anh sẽ giúp chúng ta vượt qua nỗi đau nhân loại này. Xin mời quý vị hãy lắng nghe.
khiến ai gặp là hưởng. Không. Ah.
Việt Nam.